Mùa Tết gần đến thì hầu như gia đình nào cũng sẽ cần một cái dòng máy xịt rửa xe, rửa sân, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đặc biệt có thể sử dụng để rửa máy lạnh được nha anh em. Dòng máy xịt rửa CWR 2200A với thiết kế thùng đẹp hơn, phụ kiện đi kèm vẫn bao gồm cho anh em là dây xịt 8m, dây hút nước, khớp nối nhanh, bình tạo bọt, lọc rác, đầu phun và thân máy. Công suất motor là 2200W với lõi đồng 100% và có thêm chức năng điều chỉnh áp lực nên sẽ hỗ trợ anh em để sử dụng xịt rửa xe, rửa sân, xịt rong rêu hay rửa máy lạnh, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đều rất tiện lợi và dễ dàng. Thao tác lắp đặt máy cũng khá đơn giản, anh em nào sử dụng xịt rửa xe, rửa sân có thể dùng bình tạo bọt này để phun lên bề mặt để vệ sinh được tốt hơn và không bị dính xà phòng lên tay. Về khả năng tạo bọt, tuy không nhiều bọt như các dòng máy xịt chuyên nghiệp nhưng theo mình, bọt tuyết ra nhiều như thế này cũng giúp việc rửa xe của anh em được sạch và hiệu quả hơn rất nhiều. Khi đã phun tạo bọt xong thì anh em chỉ cần gạt nhẹ cái lẫy này để lấy bình bọt ra. Ở phần đầu phun anh em có thể điều chỉnh được các dạng tia nước khác nhau nhằm tăng bề mặt xịt rửa rất đáng kể và sử dụng đa năng hơn trong nhiều trường hợp khác nhau. Ở những nơi cần phun diện tích lớn thì anh em chuyển sang phun diện rộng để xịt rửa được nhanh hơn và hiệu quả hơn. Còn những nơi bám đầy bụi bẩn và dày đặc như là gầm xe, bô xe hoặc ở những phần sân có nhiều rong rêu bám lâu ngày thì chỉ cần chuyển sang tia nước đặc để tăng thêm áp lực cho máy xịt được bay đi các loại rong rêu và bụi bẩn một cách dễ dàng. Đối với một đứa lười như mình thì việc sử dụng máy xịt rửa để vệ sinh nhà cửa hoặc xịt các ron bám lâu ngày trong nhà vệ sinh thì quá là tuyệt vời. Việc dọn dẹp vệ sinh lại quá đơn giản, mới vừa rửa xe xong sẵn tiện đóng cái cửa xuống rồi xịt bụi luôn cái cửa này luôn cho anh em xem. Cái cửa để cả năm trời bụi bẩn bám đầy hết, nhưng nhờ có cái máy này xịt tới đâu thì anh em thấy bụi đen bay ra đến đó, vừa không mất sức mà lại tiết kiệm được khá là nhiều thời gian nữa nha anh em. Dòng máy xịt rửa này chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực của anh em trong mùa Tết về dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa hoặc là rửa xe, rửa sân hoặc có thể rửa máy lạnh đều được nha anh em. Và giá của nó hiện tại chỉ có là 1.580.000 thôi. Và anh em đừng quên vào ngày mai lúc 8 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2023 thì Soi Thiết Bị có một phiên live stream đặc biệt dành tặng cho tất cả những anh em nào mua hàng tại Tết Ốc Shop của Soi Thiết Bị những voucher giảm giá tối đa lên đến 300.000 đồng và hỗ trợ miễn phí vận chuyển. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai 8 giờ tại kênh Soi Thiết Bị nha anh em.